Chương 151. Sau khi hút một điếu thuốc, Trần Ke đứng dậy. Bây giờ còn ai sử dụng băng? Mình muốn nghe thì phải chuẩn bị thiết bị mới được. Không lẽ mình phải đến vựa ve chai để mua máy cassette sao? Khó khăn lắm mới ổn định được Trương Nhẽ. Bây giờ lại rút thưởng được một cuộn băng. Trần Ke thực sự không ngờ có một ngày anh sẽ phiền não vì rất được hoan nghênh. Ngôi nhà ma rất lớn, miễn là ông anh trong cuộn băng không gây rối thì không phải không sống chung được. Trần Ke xem lại thông tin trên điện thoại di động màu đen. Anh để ý thấy một chi tiết. Xác suất rút được cuộn băng khóc thút thít là 3%. Còn xác suất rút được thư tình bị nguyền rủa trong lần rút thăm đầu tiên là 3/1000. Theo xác suất được điện thoại màu đen đề cập, lệ quỷ liên quan đến cuộn băng này không mạnh như Trương Nhẽ. Sức mạnh của nó có thể ở giữa áo đỏ và lệ quỷ bình thường. Yếu một chút cũng tốt, để tiện cho mình và anh ta có thể đạt được thỏa thuận. Một lệ quỷ sở hữu giao diện riêng như Trương Nhẽ thực sự khiến Trần Ke rất sợ hãi. Anh đẩy chiếc xe đạp trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Đã bắt đầu có khách lục tục đến tham quan. Chú Từ và Từ Uyển cũng đã đứng trước cổng ngôi nhà ma được một lúc lâu. Trần Ke, mới sáng sớm cậu đã chạy đi đâu? Tại sao trên quần áo lại dính lông gà? Số lượng khách tham quan trong khu vui chơi không nhiều. Bây giờ chú Từ cũng được coi là một nửa nhân viên nhà ma. Khi rảnh rỗi sẽ đứng bên ngoài bán vé. Tập thể dục buổi sáng. Trần Ke điềm nhiên như không có gì, phủi nhẹ lông gà, mở hàng rào bảo vệ ngôi nhà ma và bắt đầu một ngày làm việc mới. Cả ngày hôm nay Trần Ke như một người mất hồn, trong đầu toàn những manh mối lộn xộn. Anh giống như đi trong sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nhưng anh không chắc chắn đó là lối thoát của cục diện hay là cái miệng đang mở của con quái vật. 4 giờ 30 phút chiều, Trần Ke cho Từ Uyển tan làm sớm. Anh đóng cửa chính ngôi nhà ma rồi đi vào phòng nghỉ của nhân viên. Cần phải chuẩn bị sớm mới được. Anh để ba lô lên bàn rồi nhét cây búa đa năng, con dao giết heo bọc vải đỏ, bịch muối, bật lửa và đèn pin vào. Chắc 6 bịch muối là đủ rồi. Trần Ke mở cửa tủ, lấy ra một chiếc túi xách lớn. Anh muốn mang con mèo trắng và Tiểu Tiểu đi cùng. Để suy nghĩ xem còn thiếu gì không. Trần Ke mở ngăn kéo, thấy một cuộn băng bên trong. Bề mặt không có ký hiệu nào trên đó, chỉ có một dấu vân tay máu bất thường, giống như có ai đó đã cầm nó với bàn tay dính máu. Đồ vật bị thời gian bỏ rơi này lại thực sự xuất hiện trong ngăn kéo của ngôi nhà ma. Trần Ke không cần suy nghĩ cũng biết là do chiếc điện thoại di động màu đen. Anh không biết gì về cuộn băng, sợ ông anh này sẽ phá hoại ngôi nhà ma, nên dứt khoát để anh ta vào ba lô. Hình như không còn thiếu gì nữa. Trần Ke tìm thấy Tiểu Tiểu và cái áo khoác cũ có mùi mèo, rồi nhét vào túi xách. Rượt đuổi với con mèo trắng nửa ngày trời, nó mới miễn cưỡng chịu nhảy vào túi xách. Ở yên trong này đừng đi đâu, tao ra ngoài một chút. Trần Ke đi vào phòng đạo cụ, nhìn cây búa của bác sĩ nát sọ trong góc. Thứ này có sát khí rất nặng, hay là cũng đem theo luôn đi. Anh đành phải lấy cây búa đa năng và 3 bịch muối ra để nhét được cây búa của bác sĩ nát sọ vào ba lô. Muối chưa chắc sẽ dùng tới, đem ít chút cũng không sao. Còn cây búa đa năng phù hợp với nhiều hoàn cảnh nên bắt buộc phải mang theo bên mình. Thực sự không còn chỗ để, Trần Ke đành phải nhét cây búa bên ngoài ba lô. Thêm một chiếc vali màu đen đựng nhiều thiết bị livestream khác nhau. Chiếc bàn trước mặt Trần Ke đã để đầy. Cứ cảm thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó. Trần Ke suy nghĩ một lúc lâu, đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, rồi đi vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương dưới hầm. Vì nhiệm vụ tập luyện 3 sao này, Trần Ke khá liều mạng. Anh đến ký túc xá nữ, cầm lấy cây bút bi cũ nát thê thảm trên ghế. Bút tiên, tôi muốn sử dụng cơ hội dự đoán hôm nay. Xin người hãy trả lời tôi một câu hỏi. Trần Ke cầm bút theo chiều dọc, chơi trò chơi bút tiên trên giấy.
Người có thể cho tôi biết những nguy hiểm tôi phải đối mặt khi vào khu nội trú số 3 không? Kén bút khẽ run lên. Sau một lúc lâu, đầu bút rơi xuống tờ giấy trắng và viết bốn chữ: chắc chắn phải chết. Hình như để giọng điệu tăng sức nhấn mạnh, bút tiên dùng rất nhiều sức để viết như muốn đâm thủng tờ giấy trắng. Chắc chắn phải chết. Trần Ke nhìn kết quả dự đoán của bút tiên, khuôn mặt hơi khó coi. Bút tiên, tôi hỏi là sẽ gặp nguy hiểm gì? Người trả lời sai câu hỏi rồi. Còn chưa xuất phát, ý chí chiến đấu đã bắt đầu dao động. Bút tiên không trả lời, lông mày của Trần Ke nhíu lại. Nhưng vẫn hy vọng là người dự đoán sai, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Anh ta vừa nói vừa bỏ cây bút bi vào túi. Giờ phút này chỉ còn cách dốc toàn bộ sinh lực để vào đó. Bút tiên cũng là một nhân viên của nhà ma, thì làm sao có thể đứng ngoài không quan tâm được. Dường như bút tiên không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Khi cánh tay của Trần Ke chuẩn bị rời khỏi tờ giấy, thì nhanh chóng xóa bốn chữ đó đi. Mọi chuyện còn có thể xoay chuyển sao? Trong lòng Trần Ke mong đợi, nhưng kết quả là thấy bút tiên viết thêm bốn chữ dưới bốn chữ đã bị xóa. Đừng mang tôi theo. Đừng mang người theo. Trần Ke để cây bút bi vào túi, sải bước ra khỏi cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Trần Ke rút điện thoại màu đen ra, sử dụng cơ hội mở khóa sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ mức khó ác mộng. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã nhận được nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3. Khu nội trú số 3, chỉ số hù dọa, 3 sao. Vào mỗi đêm khuya, bệnh viện bỏ hoang này đều sẽ phát ra những tiếng động lạ. Bạn vào đó để điều tra rõ ràng. Địa điểm nhiệm vụ: khu cách ly của Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh Tâm Thần số 3. Yêu cầu nhiệm vụ: đến khu nội trú số 3 trước 12 giờ đêm và sống sót đến sáng. Nhắc nhở nhiệm vụ: từ trái nghĩa của thiện là ác, từ trái nghĩa của đúng là sai. Vậy từ trái nghĩa của con người là gì? Có chấp nhận nhiệm vụ không? Lưu ý, nhiệm vụ tập luyện chỉ tồn tại trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu trong vòng 24 tiếng không chấp nhận nhiệm vụ sẽ coi như từ bỏ. Cảnh tượng này sẽ không bao giờ được mở khóa. Trần Ke làm nhiều thứ như vậy chỉ vì thời khắc này. Anh nhấn chấp nhận. Giao diện điện thoại di động thay đổi và đồng hồ đếm ngược thời gian nhiệm vụ xuất hiện ở góc trên bên trái. Nếu Trần Ke không vào khu nội trú số 3 trước 12 giờ đêm, nhiệm vụ tập luyện sẽ tự động tính là thất bại. Khu nội trú số 3, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì mình sẽ nắm được nhiều manh mối hơn liên quan đến cha mẹ. Trần Ke xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi khu vui chơi, nói chuyện qua điện thoại với Lưu Đao. Anh ta thể hiện thành ý bằng cách yêu cầu Trần Ke đứng đợi gần khu vui chơi. Anh ta sẽ tự đến đón Trần Ke qua đó. Nửa tiếng sau, khi Lưu Đao nhìn thấy Trần Ke cả người đầy trang bị thì rất bất ngờ. Quả nhiên anh ta rất khôn ngoan khi không hề dò hỏi mà khởi động xe chở Trần Ke thẳng đến Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh Tâm Thần số 3. Thời gian livestream của Tần Quảng là 10 giờ tối. Hiệu quả livestream lần trước của anh ta rất tốt, lần này cũng quảng bá toàn diện. Văn phòng làm việc của chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, hy sinh hai streamer khác để đề cử anh một vị trí không tệ. Tối nay nhờ cả vào anh. Chương 152. 7 giờ tối, lạc đường tận 2 lần. Cuối cùng Lưu Đao mới chở Trần Ke đến đúng địa chỉ. Xuống xe đi, tôi dẫn anh đi gặp những nhân viên khác trong phòng làm việc của tôi. Lưu Đao dừng xe lại, tiến vào trong rừng cây bên cạnh. Chỗ này gần đến khu huyện rồi phải không? Trần Ke kiểm tra ba lô một lần, cầm tất cả đồ đạc xuống xe. Quốc lộ nhiều năm không được tu sửa, mấp mô gồ ghề, còn có một số đá dăm. Hình như có người cố ý phong tỏa con đường này, không muốn để người ta đi qua nơi đây. Cây cối hai bên đường chắc đã được trồng rất lâu rồi, cao lớn cứng cỏi, vô cùng xanh tốt.
Đi vào bên trong, tán cây che khuất ánh trăng, chỉ có một vài tia sáng xuyên qua, khiến người ta cảm thấy nơi đây hơi u ám. Sắc trời đã tối, Trần Ca bật đèn pin lên đi theo sau Lưu Đao. Đi bộ mười mấy phút vẫn chưa ra khỏi rừng cây. Ông anh à, đừng nói là anh lại lạc đường tiếp đấy nhé. Trần Ca nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ở đâu có người. Đừng vội, đừng vội. Lưu Đao gọi điện thoại, sau đó đi về một hướng khác của rừng cây. Địa thế của mảnh đất này rất phức tạp, không có bất cứ vật tham chiếu nào. Không để ý một chút sẽ rất dễ bị lạc đường. Một mình anh vào bệnh viện livestream, trên đường phải cẩn thận, tốt nhất là để lại vài ký hiệu trên thân cây. Đi thêm vài phút nữa, cuối cùng Lưu Đao và Trần Ke cũng ra khỏi rừng cây. Bọn họ thấy trên sườn đồi có một lều vải dân dụng cỡ lớn. Đây là gò đất trống duy nhất ở gần đó, cũng là nơi có tín hiệu tốt nhất. Khi thấy Lưu Đao đến đây, mấy người đang bận rộn trong lều đều ra ngoài hết. Anh Lưu, sao giờ anh mới về? Người đã không đủ rồi, anh muốn em và chị Lý mệt chết à? Một cậu thanh niên để tóc húi cua, nhìn như cái nắp ấm trà than vãn. Cậu ta thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi thôi, là một người trông khá tùy tiện. Rõ ràng mình là một người mù đường mà còn đòi đi đón người. Người lên tiếng nói chuyện là chị Lý, cô có làn da thô ráp, thân thể cường tráng hơn cả đàn ông. Để giảm bớt xấu hổ, Lưu Đao vội vàng lôi Trần Ca qua. Vị này chính là Trần Ca, streamer chuẩn bị đi một mình vào bệnh viện số 3. Còn một lúc nữa mới tới thời gian bắt đầu livestream. Mọi người hãy dạy anh ấy thêm về phương pháp sử dụng các thiết bị livestream và kỹ xảo quay video đi. Cậu ta chính là Trần Ca sao? Chị Lý đẩy Lưu Đao ra, cô và cậu thanh niên tóc húi cua cùng nhau quan sát Trần Ca. Khi họ thấy tạo hình lúc này của Trần Ca, trong mắt họ hiện lên sự kinh ngạc. Không phải là livestream tham linh sao? Mang gà đến đây làm gì? Bọn họ rất muốn châm chọc trang phục của Trần Ca, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nên đành kìm lại. Tôi tên là Trương Bình, còn vị này là chị Lý. Đêm nay hai chúng tôi phụ trách tiếp sóng livestream. Cậu thanh niên tóc húi cua dẫn Trần Ca vào trong lều. Bên trong bày rất nhiều thiết bị. Cậu ta nói cho Trần Ca biết cách dùng các dụng cụ. Sau đó bảo Trần Ca mở vali màu đen ra, cầm tay chỉ việc dạy Trần Ca kỹ xảo quay phim và những điều cần lưu ý. Bên ngoài lều, chị Lý nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy không ổn. Lão Lưu, anh chắc chắn tên nhóc này có thể làm được sao? Chúng ta hy sinh hay đề cử streamer có hơn 100.000 follow để giành được giao diện mở rộng cấp 2 cho cậu ta. Chắc hẳn trang web sợ xích mích với Tần Quảng. Rõ ràng họ không coi trọng chúng ta. Lưu Đao đốt điếu thuốc. Tài nguyên đề cử của trang web chia làm 5 cấp bậc. Cấp 1 là tốt nhất, cấp 5 là kém nhất. Bọn họ có thể giành được đề cử tốt nhất cho người mới là giao diện đề cử cấp 2. Cậu ta chỉ có một đề cử cấp 2, Tần Quảng lại đồng thời tiến hành 3 đề cử cấp 1. Hơn nữa còn có hình quảng cáo lớn ở trang bìa, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Chị Lý vẫn không coi trọng Trần Ca, cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi gặp Trần Ca. Muốn trở thành streamer hot thì bề ngoài phải cực đẹp hoặc khả năng nói chuyện có điểm đặc biệt, phong cách cá nhân mạnh mẽ hoặc có rất nhiều tài lẻ. Nhưng hình như tất cả những điều này Trần Ca đều không có. Anh cho mọi người một cảm giác rất bình thường. Không hề kiêu căng, cũng không quái dị. Thoạt nhìn anh rất bình tĩnh và hướng nội. So với streamer, anh càng giống bác sĩ ngoại khoa hơn. Cô chỉ thấy bề ngoài thôi. Nếu cô nói chuyện với anh ta nhiều một chút, sẽ thấy trên người anh ta có một sức hút rất đặc biệt. Anh ta có lý giải về những chuyện kinh dị khác hẳn người thường. Lưu Đao nhớ tới lần đầu trò chuyện với Trần Ca về cảnh tượng. Trong lúc đối thoại, anh ta bị Trần Ca dẫn dắt, không hề có một chút quyền chủ động nào. Trong lòng gào lên điên cuồng rằng mình gặp phải biến thái chân chính. Sau này nghĩ lại, anh ta mới phát hiện ra rằng tư duy của hai bên không hề giống nhau. Tôi không coi trọng cậu ta. Rất có thể lần đầu tư này của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Chị Lý thở dài. Còn một điều nữa, chúng ta giúp cậu ta giành kênh đề cử, nhất định sẽ bị Tần Quảng ghim trong lòng. Bây giờ trang web đang đẩy Tần Quảng lên vị trí streamer hàng đầu. Đợi anh ta trở thành streamer đại diện cho trang web,
thời gian sau này của những streamer mà chúng ta phụ trách nhất định chẳng dễ chịu đâu. Cô hãy tin tưởng Trần Ga một chút được không? Nói khó nghe thì hai lần Tần Quảng livestream đều là ăn cắp ý tưởng. Người mà chúng ta mời này mới là chính chủ. Lưu Đao muốn chị Lý nói nhỏ một chút, không nên để người ta nghe được. Không phải tôi không coi trọng cậu ta. Kịch bản, đạo cụ, diễn viên chẳng có gì cả. Cậu ta cứ livestream khô khan như thế có ý gì? Khán giả sẽ mua vé sao? Tôi không muốn tranh luận với cô. Tóm lại, đêm nay đừng xảy ra bất kỳ sai sót gì. Làm tốt việc của cô là được rồi. Lưu Đao điều chỉnh lại vẻ mặt, tiến vào lều vải. Anh ta tiến đến chào Trần Ca, lấy laptop, mở website lưu trữ ra. Trần Ca, anh đến xem cái này đi. Lúc đầu Trần Ca tưởng là kịch bản, sau khi xem mới phát hiện đó là mấy dòng tin tức. Kịch bản chúng ta tự thiết kế rất dễ bị lộ, xem cũng thấy gượng gạo. Chúng tôi để anh tự do phát huy đấy. Lưu Đao chỉ vào tin tức trong máy tính. Có ba chuyện trong trung tâm phục hồi được dân mạng thảo luận nhiều nhất. Chuyện thứ nhất là viện trưởng bị mất tích, đến nay vẫn không biết sống chết ra sao. Chuyện thứ hai là lúc đêm khuya, trong khu nội trú thường có những tiếng động kỳ lạ, giống như có ai đó đang ở trong phòng bệnh vậy. Chuyện thứ ba là đột nhiên xuất hiện những chữ viết bằng máu, có đôi khi buổi tối thấy, nhưng ban ngày tất cả sẽ khôi phục lại bình thường. Hãy live stream về việc tìm hiểu bí mật của ba chuyện này, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Trần Ca khẽ gật đầu, đọc cẩn thận những tin tức này. Trong lòng anh hiểu sơ một chút về những chuyện kỳ quái trong trung tâm phục hồi. Ăn cơm trước đi, lát nữa chúng ta lại bàn bạc tỉ mỉ hơn. Chị Lý lấy mấy hộp cơm trong thùng giữ nhiệt ra, phân phát tại chỗ cho mọi người. 9:30 tối, Lưu Đao ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, sau đó quay lại nói với Trần Ca, có thể bắt đầu được rồi. Trương Bình lấy từng công cụ để live stream trong vali xách tay màu đen ra. Trần Ca đã chuẩn bị xong. Anh mở túi xách ra, dưới ánh mắt hoàn toàn không hiểu gì của mọi người. Anh lấy cái áo khoác ở dưới móng con mèo trắng, khoác lên người. Bộ đồ này có mùi của mèo con. Sau khi tiến vào khu nội trú, chỉ khi anh mặc bộ quần áo này thì mèo trắng mới đi theo anh. Các người nhìn tôi làm cái gì? Trần Ca nhét búp bê vải vào túi áo khoác, thả mèo trắng ra. Livestream tham linh mang theo gà trống, búp bê vải, mèo trắng, không phải chuyện rất bình thường à? Chương 153. Mấy người cùng phòng làm việc với Lưu Đao vây quanh Trần Ca, không ai mở lời hết, tất cả đều không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là Lưu Đao ra mặt. Đêm nay nhất định anh phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Cái bệnh viện tâm thần kia ban ngày chúng tôi đã dạo qua một vòng rồi. Mấy người đi qua rồi, có phát hiện cái gì không? Trần Ca nhìn Lưu Đao chằm chằm khiến anh ta hơi xấu hổ. Chúng tôi đi một vòng ở bên ngoài, không dám đi vào. Nhưng mà tôi đã tra bản vẽ kiến trúc của trung tâm phục hồi này cho anh rồi. Nghe nói là một bệnh nhân từng ở đó vẽ. Lưu Đao bật máy tính lên, mở một file ra, bên trong là một bản đồ thô sơ. Trung tâm phục hồi có tổng cộng 3 tòa nhà kề sát nhau. Có người nói ở bên trong có chỗ tiếp nối với nhau. Khu nội trú số 1 và số 2 là phòng bệnh bình thường, cửa ra ở hướng nam. Khu nội trú số 3 khá thần bí, là khu cách ly, giam giữ một vài bệnh nhân có tính nguy hiểm, cửa ra ở hướng bắc. Anh phải đặc biệt lưu ý khu nội trú số 3 này. Căn cứ vào miêu tả của bệnh nhân kia trên mạng, khu nội trú số 3 này là khu vực cấm của bệnh viện, nghiêm cấm những bệnh nhân khác tới gần. Nếu phát hiện bệnh nhân bình thường nào chạy vào trong khu nhà này sẽ bị phạt rất nặng. Tôi nói này, đêm nay livestream, anh đừng đi vào khu nội trú số 3 kia. Chỉ cần kéo dài thời gian, thăm dò hai khu nội trú kia thôi. Lưu Đao quay màn hình laptop về phía Trần Ca để anh nhớ tuyến đường. Khu nội trú số 3 rất đặc biệt sao? Anh có tìm được tin tức chi tiết hơn ở trên mạng không? Trần Ca nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc. Không tính là nhiều, nhưng khá là chém gió. Vừa nghe đã biết chỉ là chuyện bịa đặt thôi. Có người bệnh nói bệnh nhân trong khu cách ly đó giết bác sĩ.
Sau vài ngày chuyện này mới bị bại lộ. Có người còn nói trong khu cách ly kia thực ra không phải người, toàn là ma quỷ. Lưu Đao cười khen một tiếng. Có phải rất vớ vẩn không? Gập laptop lại, mấy người ở đây đều phát hiện khí chất trên người Trần Ca đang thay đổi. Dường như anh đang lo lắng cái gì đó. Thử điều chỉnh camera xem, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Trần Ca đeo ba lô lên. Đeo camera mini ở ngực, ở cổ tay và bộ thu âm vào. Sau khi xác định không có vấn đề gì, anh đi ra khỏi lều vải. Nếu anh sợ quá, không chịu được nữa thì chạy về đây. Nhớ để lại ký hiệu trên đường. Lưu số điện thoại của tôi thành số 1. Lưu Đao đứng ở phía sau Trần Ca hô. Một phút trước khi bắt đầu livestream, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Lúc đó anh có thể thấy hình ảnh livestream trên kênh livestream của anh. Cuối cùng, tôi nhiều lời thêm một câu nữa. Chỗ kia chưa có ai đi vào đâu. Không biết chính xác trong đó có những gì. Anh nhất định phải chú ý an toàn của bản thân đấy. Trần Ca không ngờ Lưu Đao lại nói với anh nhiều như thế. Đứng trước cửa lều, anh đổi số điện thoại của Lưu Đao thành số 1 trong danh sách quay số, ngay trước mặt mấy người ở đây. Anh vẫy tay với nhóm người. Ban đêm mấy người hãy ở trong lều, đừng ai ra ngoài. Dù nghe được gì, thấy gì, cũng đừng tới tìm tôi, hiểu không? Nhưng nếu như... Mấy người phụ trách tốt phần hậu cần là được rồi, phần live stream hãy giao cho tôi. Một người một mèo tiến vào rừng rậm. Bóng tối nuốt chửng thân ảnh của bọn họ. Chị Lý nhìn Trần Ca và mèo trắng rời đi, vẫn khoanh hai tay trước ngực, đứng trong lều nghi ngờ Trần Ca. Cô dùng âm thanh chỉ bản thân nghe được lẩm bẩm một câu. Tên nhóc này, nhìn phía sau thật đẹp trai. Lúc thật sự bước vào cảnh tượng có chỉ số hù dọa 3 sao, Trần Ca còn sốt sắng hơn bất cứ ai. Anh biết chỗ này nguy hiểm. Anh còn biết rằng mấy câu nói cuối kia của Lưu Đao có thể đều là thật. Có một số chuyện không phải bệnh nhân bịa ra, có lẽ là vì bọn họ thấy được những thứ người thường không thấy được, nên họ mới bị coi là bệnh nhân. Dựa theo bản đồ trong đầu, Trần Ca đi tới phía cuối rừng rậm. Một tòa kiến trúc liên thể cũ nát xuất hiện trước mắt anh. Khu bệnh viện tâm thần này có diện tích không nhỏ. Lúc đầu Trần Ca tưởng bệnh viện tư nhân sẽ có điều kiện rất kém, nhận không được mấy bệnh nhân. Sau khi đến đây anh mới thấy mình có nhận định rất sai lầm. Khu bệnh viện này bị rừng rậm vây quanh, cửa ra vào chỉ có một cửa lớn khóa kín. Do bị tường xi măng ngăn cách nên Trần Ca tạm thời không nhìn thấy quá nhiều thứ. Trần Ca đi tới gần, phát hiện ra một số thứ làm anh bất an. Trên tường rào bằng xi măng của trung tâm phục hồi chức năng có rất nhiều câu nói không xuôi. Những câu này đều có chung một đặc điểm, đó chính là có tên của một người. Lúc vừa nhìn thấy, Trần Ca thử nhớ tên người trong câu. Nhưng sau khi anh phát hiện, những câu này quá nhiều mà tên người lặp lại rất ít nên anh bỏ cuộc. Lẽ nào tên của bệnh nhân đều viết trên tường rào sao? Anh không rõ ý của những câu này, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ theo bản năng thôi. Những câu này chắc chắn không phải do người bình thường viết ra. Chúng muốn biểu đạt điều gì? Trần Ca nhìn bức tường, đột nhiên hơi hoảng hốt, không hiểu nguyên do. Tựa như mỗi một câu kia đều là một lời nguyền rủa. Bạch Hổ, mày đứng cách tao quá xa đấy. Chỉ có lúc không người, Trần Ca mới dám gọi tên mèo trắng không hề cố kỵ như thế này. Sau khi tới gần trung tâm phục hồi, mèo trắng càng tỏ rõ địch ý. Con mèo này vô cùng nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ, dường như nó đã nhận ra gì đó. Đừng hoảng hốt, trên người chúng ta cũng có con át chủ bài. Trần Ca giơ con gà trống bị trói hai chân trong tay lên, tiện tay lấy búa đa năng ra đeo ở trên lưng. Anh không gấp gáp tiến vào trong kiểm tra, đến tận khi Lưu Đao gọi điện thoại tới. Thiết bị vận hành bình thường, hình ảnh ổn định, livestream đã bắt đầu. Anh có thể vào kênh livestream để kiểm tra qua điện thoại di động của mình. Được. Trần Ca đăng nhập vào trang web, đầu tiên thấy phần quảng cáo livestream của Tần Quảng. Anh click vào xem thử. Tần Quảng và nhóm của anh ta đang ở bên ngoài trường trung học Mộ Dương. Xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ.
Hình như xe chở trang bị livestream bị vọt vào mảnh đất hoang bên cạnh. Tần Quảng xin lỗi khán giả trong kênh livestream, nói rằng vừa rồi tài xế thấy ma xuất hiện. Có thứ gì đó nằm trên kính chắn gió. Đám người kia thực sự chạy tới trường trung học Mộ Dương. Xem ra anh ta chẳng để lời khuyên của mình ở trong lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tần Quảng xin lỗi thôi mà đã có 400.000 người xem. Đúng là không thể coi thường. Ngay sau đó, Trần Ga vào kênh livestream của mình, chắc là đề cử của trang web có hiệu quả. Con số người xem đang tăng nhanh. Trong thời gian ngắn đã lên tới 25.000. Hình ảnh trên kênh livestream được phân màn hình. Màn ảnh lớn chính là camera HD ở ngực anh. Hình ảnh ổn định, chất lượng đồ họa cực cao. Dưới góc trái có một khung hình nhỏ. Hình ảnh này tương ứng với camera ở cổ tay của anh. Nó giống như cái đồng hồ đeo tay, có thể hoạt động tự do. Nâng cánh tay lên là có thể quay được bản thân anh. 10 giờ đêm rồi, mình cũng nên bắt đầu livestream thôi. Anh đưa camera trên cổ tay lên nhắm vào mình. Các bình luận hiện lên như mưa trên màn hình di động. Thật không ngờ tôi lại làm chuyện điên rồ vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Trần Ca đặt mèo trắng và ba lô lên tường rào, leo tường vào trong trung tâm phục hồi chức năng bệnh tâm thần số 3. Chương 154. Bệnh viện tâm thần và bệnh viện bình thường có nghiệp vụ trị liệu khác nhau. Mặc dù chúng đều trong thành phố, nhưng phần lớn người đều sẽ vô tình hoặc cố ý cách xa nơi này. Trần Ga nói với camera trên cổ tay. Điểm này không ai có thể phản bác. Dù biện giải như thế nào đi nữa, bọn họ thực sự hơi khác chúng ta. Nhưng có một số thời điểm, chúng ta cũng không biết rốt cuộc người sai là họ hay là những người tự nhận là bình thường như chúng ta. Sau khi vào trung tâm phục hồi bằng cách leo tường, Trần Ga tập trung cao độ. Trước mặt tôi là bệnh viện có vô số tin đồn. Lúc đêm khuya vắng người, trong khu nội trú truyền ra những tiếng kêu thảm thiết quỷ dị. Trên hành lang không một bóng người, đột nhiên hiện ra chữ bằng máu. Viện trưởng mất tích một cách ly kỳ, đến nay vẫn chưa tìm được. Có người đoán rằng ông ấy bị nhốt ở một nơi nào đó trong khu nội trú. Sau khi mở đầu một đoạn dài, Trần Ga nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Các khán giả cũng chẳng thèm nể mặt. Có người còn so sánh livestream của anh và Tần Quảng với nhau. Livestream về chủ đề linh dị, lại thêm một người đàn ông đi tìm đường chết ở tiền tuyến. Cách màn hình, dường như tôi cũng thấy được kết cục của anh. Có một số livestream đã chủ định chỉ có thể sống trong ký ức. Những người khác tôi có thể hiểu, nhưng anh có thể giải thích vì sao trong tay anh còn cầm theo một con gà không? Anh muốn làm mỹ thực linh dị à? Khởi xướng một trường phái mới sao? Khu nội trú vào đêm khuya, anh đúng là nhân tài to gan, follow rồi nhé. Trần Ga nhìn khán giả bình luận điên cuồng, bọn họ nói từ những điều cợt nhả tới những điều chuyên nghiệp, nhưng không ai cảm thấy sợ. Gà trống sống có thể tránh ma quỷ, đêm nay tôi sẽ cho các bạn trải nghiệm một loại sợ hãi chưa từng có. Nói về bệnh viện kinh dị âm u thế này, tôi ngồi xe 2 tiếng mới tìm được, các bạn không sợ chút nào sao? Trần Ga kiên nhẫn giải thích, nhưng đám khán giả không sợ chút nào. Sợ cái gì? Vừa rồi có một streamer cũng nói như thế. Kết quả bây giờ anh ta đang sửa xe. À, con mèo thật đáng yêu. Bầu không khí hòa hoãn, Trần Ga cũng bình tĩnh lại. Anh lại hàn huyên với đám khán giả vài câu, rồi bắt đầu thực sự thám hiểm trung tâm phục hồi chức năng bệnh tâm thần số 3. Diện tích của bệnh viện tư nhân này rất lớn. Toàn bộ bệnh viện được xây quanh bởi tường xi măng. Trung gian là sảnh lớn để bệnh nhân hoạt động tự do. Trừ một số sàn xi măng, các nơi khác đều mọc đầy cỏ hoang cao tới đầu gối. Đi tới phía trước chính là kiến trúc liên thể mà Trần Ga vừa nhìn thấy. Phân bố của ba khu nội trú tạo thành hình tam giác. Từ tầng 2 trở lên, các tầng lầu nối liền với nhau. Xây dựng ở hướng Nam là khu nội trú số 1 và số 2. Tòa nhà quay lưng lại với hai tòa này có lẽ là khu nội trú số 3. Kỳ lạ, sao thiết kế phương hướng của bệnh viện lại như thế? Khu nội trú số 3 không nhìn thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ có một vài người bệnh không thể gặp ánh mặt trời sao? Trên bố cục kiến trúc của bệnh viện này cũng khiến người ta cảm thấy quỷ dị.
Nó tồn tại nhất định là có nguyên nhân, bất kể vì hoàn thành nhiệm vụ tập luyện hay là tìm manh mối của cha mẹ để lại. Đêm nay mình phải vào khu nội trú số 3 xem thử. Trần Ga đi phía trước, mèo trắng theo sát phía sau anh. Tối nay trăng rất sáng, nhìn nền xi măng trắng bạch, Trần Ga bước lên cửa cầu thang của khu nội trú số 1. Cửa lớn của khu nội trú bằng sắt, Trần Ga thử đẩy một cái để thăm dò. Không ngờ cửa lớn lập tức mở ra. Khóa cửa bị hỏng. Mấy lần trước làm nhiệm vụ tập luyện, Trần Ga đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Anh giơ đèn pin trong tay nhìn về ổ khóa. Lò xo bị gãy, hiển nhiên là dùng bạo lực mở khóa. Trần Ga nhìn hành lang tĩnh mịch của phòng bệnh, trong lòng hiện lên một nghi vấn. Ai là người mở khóa? Sau khi bệnh viện bị đóng cửa, lại có người tới nơi này. Là bệnh nhân phát bệnh hay cha mẹ mình? Giám đốc La nói, trước khi cha mẹ anh mất tích, có nhắc đến khu nội trú số 3. Tờ giấy cha mẹ để lại trong khu vui chơi cũng viết những tin tức có liên quan đến khu nội trú số 3. Nhưng Trần Ga vẫn chưa hiểu rõ điểm then chốt nhất trong đó. Trước khi cha mẹ anh mất tích, giám đốc La nghe được câu nói kia. Mà tờ giấy nhuốm máu kia hình như sau khi cha mẹ anh mất tích mới xuất hiện. Bọn họ gặp phải chuyện gì ở trong khu nội trú số 3? Nương theo tiếng cốt két chói tai, Trần Ga đẩy cánh cửa sắt của khu nội trú số 1 ra. Trên hành lang chất đầy rác rưởi và giường chiếu, có thể tưởng tượng được tình cảnh của trung tâm phục hồi nhiều năm trước, đầy ắp người. Rất nhiều bệnh nhân chỉ có thể nằm ngoài hành lang. Khác với bệnh viện công, trung tâm phục hồi chức năng bệnh tâm thần không có nhiều phòng như vậy. Hai bên lối đi chật chội là từng gian phòng không biết dùng để làm gì. Trần Ca khịt khịt mũi, anh ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng. Mùi này anh đã ngửi được trong nhà trọ Hải Minh, rất giống mùi phát ra từ người của Vương Thanh Long. Còn chưa tiến vào mà mình đã có một dự cảm xấu rồi. Đây là lần đầu tiên Trần Ca vào bệnh viện tâm thần. Dưới tình huống không có bất kỳ bảng chỉ dẫn nào, anh chỉ có thể dựa vào bản đồ trong đầu mà bệnh nhân kia vẽ. Kết cấu bên trong của ba khu nội trú không khác nhau là mấy. Độ nguy hiểm của khu nội trú số 1 là thấp nhất. Mình đi một vòng cả tòa nhà này, làm quen địa hình một chút rồi tính tiếp. Anh vừa mới bước về phía trước một bước, mèo trắng túm lấy ba lô, nhảy lên trên vai Trần Ca. Dường như nó muốn nói với Trần Ca cái gì đó. Nhưng Trần Ca nhìn hồi lâu vẫn không hiểu. Mèo trắng chủ động nhảy lên vai mình. Đây là lần đầu tiên nó làm hành động thân mật như thế với mình. Rốt cuộc nó cảm nhận được cái gì? Hành động này biểu thị cho sự sợ hãi hay là mang hàm nghĩa khác? Trần Ca đi vào hành lang, anh vẫn cảm thấy hình như dưới chân dẫm vào thứ gì đó. Anh cúi đầu nhìn xuống. Dưới những kẽ nứt của các viên gạch có rất nhiều thi thể côn trùng không biết tên. Khu nội trú này nhiều năm không được sử dụng, không thể nào là do các loại thuốc sát trùng. Không hiểu những con côn trùng nhỏ này là thế nào. Cửa của tất cả phòng ở tầng 1 đều mở ra, bài trí cũng nè nẻ nhau, trừ giường đơn chật hẹp, tỏa ra mùi ẩm mốc thì không có vật gì khác nữa. Trước đây, đến cùng bệnh viện này có bao nhiêu bệnh nhân? Trần Ca đi vào một gian phòng nào đó để cảm thụ một chút. Bốn cái giường gỗ khiến căn phòng trở nên chật hẹp, chỉ còn chừa một không gian nhỏ để đặt chân xoay người thôi. Ngày nào cũng sống trong không gian chật hẹp thế này, dù không bị bệnh cũng từ từ bị bệnh, mất hết hy vọng sống sót. Trần Ca đi ra khỏi phòng bệnh chật hẹp, chẳng mấy chốc đã đi tới khúc rẽ đầu tiên. Nơi đây giống như là phòng phát thuốc trong bệnh viện. Trên bàn gỗ còn bày mấy bình thuốc trống không, và từng phù hiệu có viết tên. Xem ra bệnh nhân cần tới đây lấy thuốc mỗi ngày. Trần Ga đi vào trong nhìn thoáng qua, phát hiện hai thứ không nên xuất hiện ở đây. Phòng phát thuốc có hai cái lồng sắt, không quá lớn, hơi giống chuồng sắt nuôi chó ở thành phố. Hai cái lồng sắt này để làm gì? Trần Ga nhảy vào phòng phát thuốc, anh lấy đèn pin chiếu vào trong lồng. Trong một cái lồng sắt có một con vịt chưa vặt sạch lông, nửa chín nửa sống.
chưa thối rữa hay ôi thiêu, con vịt này mới được bỏ vào lồng sắt. Trần Kha cầm búa đa năng trong tay, cẩn thận từng ly từng tí ép sát vào tường. Trong bệnh viện này, trừ mình ra, hẳn là còn có người khác. Chương 155. Thịt được nấu chín để trong không khí một thời gian ngắn sẽ trở nên cứng. Trần Kha đưa camera cố định trên ngực nhắm vào con vịt, đưa tay sờ vào nó. Da vẫn mềm, vẫn còn hơi ấm. Con vịt này mới được làm không quá một tiếng. Anh lấy con vịt trong lồng sắt ra. Nội tạng chưa được làm sạch, cổ bị chặt đứt, không tìm thấy đầu con vịt. Trần Kha lật con vịt lại, trên khối thịt nửa chín nửa sống còn lưu lại dấu răng. Bụng bị xé ra, mặt đất không có lông, hình như sinh vật cắn xé con vịt này ăn cả lông vào trong bụng. Trong lồng sắt có nuôi chó cỡ lớn sao? Trần Kha để con vịt lại chỗ cũ rồi nhìn về phía một chiếc lồng sắt khác. Bên ngoài lồng sắt có con vịt bày hai cái bát nhựa, bên trong có dung dịch không màu. Bên ngoài một chiếc lồng sắt mà có tận hai cái bát sao? Trong lồng này nuôi hai con chó ư? Hai cái bát này giống hệt nhau, Trần Kha bưng từng bát lên mũi ngửi. Một cái bát đựng dung dịch không màu, không mùi, chắc là nước bình thường. Cái bát còn lại đựng dung dịch trong suốt, có mùi hơi gây mũi. Hình như là thuốc chuột. Để đề phòng chuột ăn mất đạo cụ, trong nhà ma của Trần Kha lúc trước cũng mua thuốc diệt chuột, nên anh rất quen cái mùi này. Hai cái bát giống hệt nhau, một cái đựng nước, một cái có lẫn thuốc diệt chuột. Lẽ nào người nuôi không sợ động vật mà mình nuôi không cẩn thận uống nhầm sao? Cảnh tượng trước mắt thực sự hơi kỳ lạ. Trần Kha thu hết tất cả vào màn hình. Anh quét mắt nhìn màn hình điện thoại di động, các bình luận lướt cực nhanh. Trong đó có một cái bình luận rất dài lướt qua trước mắt anh, mơ hồ có chữ lồng sắt và người. Bình luận rất nhiều, Trần Kha cũng không lướt lại để xem. Anh kiểm tra từng thanh sắt trong lồng, phát hiện cửa lồng sắt có một vùng lớn bị dính dầu mỡ, giống như hai tay của một người nắm chặt lấy thanh sắt, không muốn bị men đi vậy. Lẽ nào trong lồng sắt không nhốt động vật mà là người? Trong phòng phát thuốc có rất nhiều bình thuốc bị vứt lung tung trên mặt đất. Khắp nơi đều ném túi giấy nhỏ có viết tên bệnh nhân. Có vài túi giấy còn có những viên thuốc có màu sắc khác nhau. Một bệnh viện tâm thần đã hoang phế 4-5 năm lại có người sinh sống. Hơn nữa, có vẻ không chỉ có một người. Trần Kha bắt đầu cẩn thận hơn. Ban ngày anh cũng chỉ chuẩn bị tất cả để đối phó ma quỷ thôi, không để mắt tới tính nguy hiểm của bản thân bệnh nhân. Trần Kha đi ra khỏi phòng phát thuốc, kiểm tra kỹ lưỡng bên tường. Người trong lồng sắt bị ép mang đi, hai tay người đó dính đầy dầu mỡ. Trong quá trình giãy giụa, nhất định sẽ để lại dấu vết. Chưa đi được mấy bước, Trần Kha thấy mặt tường có vết cào, có vết dầu mỡ lẫn với vết máu. Bị thương sao? Trần Kha đi theo dấu vết, đi thẳng tới tầng 2 của khu nội trú. Ở chỗ này, hành lang được chia làm đôi, một bên đi thông bên trong khu nội trú số 1, một bên khác thì thông với khu nội trú số 2. Toàn bộ trung tâm phục hồi chức năng là kiểu kiến trúc liên thể, ba tòa nhà thông với nhau. Mất khoảng gần 20 phút, Trần Kha mới đi hết khu nội trú số 1. Trong tòa nhà có rất ít nơi có thể giấu người được. Anh không tìm được người trong lồng, cũng không tìm thấy dấu vết nhiều người sống trong này. Có phải tên kia bị đưa tới tòa nhà khác không? Trần Kha đi xuống tầng dưới. Điện thoại di động trong túi bỗng rung lên. Là Lưu Đao gọi tới. Có chuyện gì sao? Thần kinh của Trần Kha căng như dây đàn. Bất luận gió thổi cỏ lay gì đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn với anh. Trần Kha, anh đi nhanh quá đấy. Tối nay là live stream suốt đêm. Bây giờ mới 20 phút thôi. Anh đã chạy hết một khu nội trú rồi. Anh tính tiến hành live stream cái gì tiếp theo? Lưu Đao luôn chú ý tình hình live stream của Trần Kha. Bên phía Tần Quảng vừa đột phá 600.000 người xem. Bên anh bây giờ còn chưa đến 10.000. Đừng chỉ mãi thăm dò. Hãy trao đổi với khán giả nhiều một chút.
Trần Ga nghe lời Lưu Đao, anh trở lại tầng 1. Khi anh nhìn về phía cuối hành lang tầng 1, con người co rút lại. Sao cửa sắt của khu nội trú lại đóng lại? Tôi nhớ lúc tiến vào cửa lớn mở ra mà. Anh đang nói cái gì vậy? Giọng nói của Lưu Đao dừng một chút. Tình hình hiện tại của chúng ta không lạc quan lắm. Anh cũng đừng áp lực quá. Cứ theo ý nghĩ của mình mà live stream là được rồi. Đợi lát nữa trò chuyện tiếp, tôi cúp máy trước đây. Trần Ga cất điện thoại di động đi, giơ búa đa năng lên chạy tới phía cửa sắt. Lúc chạy qua phòng phát thuốc, anh vô thức nhìn thoáng qua bên trong. Dường như có chỗ nào đó khang khác. Trong lòng đang lo lắng về chuyện cửa lớn của tòa nhà, nên Trần Ga không chạy tới kiểm tra phòng phát thuốc ngay. Đầu tiên, anh chạy tới cửa của khu nội trú, dùng sức lay mạnh cánh cửa sắt. Khóa lại rồi! Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Trần Ca ghé vào khe hở nhìn ra ngoài. Trên tay cầm bên ngoài của cửa sắt, có người mới khóa bằng một cái khóa lớn. Anh dùng sức đụng vào cửa sắt. Bên ngoài hình như còn có vật gì chặn lại nữa. Cửa lớn không sứt mẻ chút nào. Khóa hình tròn, vật chặn cửa. Vừa nhìn đã biết có người làm. Trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang có người sinh sống. Trần Ca nghi ngờ có bệnh nhân đã từng ở đây trở về. Bọn họ không phải người điên bình thường. Bọn người kia còn thông minh hơn so với đa số người bình thường. Tuyệt đối không thể coi thường. Trần Ca thử sử dụng búa đa năng cậy cửa, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Anh lại đi vào phòng bệnh ở hai bên. Trên cửa sổ có rào chắn che kín. Giờ phút này, Trần Ca càng cảm nhận được tâm trạng của những người mắc bệnh bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nơi đây giống như một ngục giam đặc biệt. Cầu cứu! Báo cảnh sát! Trần Ga nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Số người xem live stream vẫn đang tăng lên. Nếu bây giờ rời khỏi đây thì coi như lần live stream này sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, anh còn phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Phải tiến vào khu nội trú số 3 của bệnh viện từ nửa đêm và sống sót đến lúc hừng đông. Nếu như báo cảnh sát, e là chỉ hỏi han có lẽ cũng mất mấy tiếng rồi. Mình nhớ cửa sổ của tầng 2 không có lưới bảo vệ. Đi ra từ nơi đó cũng như nhau, tạm thời không cần báo cảnh sát. Vì hoàn thành nhiệm vụ tập luyện lần này và tìm được manh mối của cha mẹ, Trần Ga không thèm đếm xỉa đến chuyện gì. Anh trở lại phòng phát thuốc. Vừa rồi Trần Ga đi qua phát hiện bên trong xuất hiện những thay đổi rất nhỏ. Khi vào trong đó, bát nhựa bên ngoài lồng sắt đã trống không, chất lỏng bên trong đều bị đổ hết. Kẻ đó sợ mình phát hiện có một bát trong đó có thuốc diệt chuột sao? Trần Ga không hiểu cách làm của đối phương. Anh đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên thấy dưới đáy tấm ván ở trạm có viết mấy hàng chữ nhỏ. Để nhìn rõ những chữ kia, Trần Ga khom lưng, thò đầu vào trong trạm để nhìn. Anh chưa tới gần những chữ kia, trên đỉnh đầu có cảm giác hơi ngứa, giống như có côn trùng nhỏ chui vào trong tóc. Anh gãi gãi, mu bàn tay bỗng đụng phải vật gì đó. Trần Ga ngửa đầu nhìn lên, giật nảy mình. Dưới mặt tấm ngăn của trạm có từng mảng tóc dài màu đen. Có dài, có ngắn, không biết lấy từ đâu. Vì sao dưới này lại có tóc? Là tóc của người trong lồng kia sao? Không đợi Trần Ca suy nghĩ tỉ mỉ, trên phòng phát thuốc bỗng nhiên vang lên một tiếng mèo kêu chói tai. Anh vội bò ra khỏi trạm, nhìn ra phía ngoài. Mèo trắng đang nhe răng về hướng cầu thang tầng 2, đôi mắt khác màu của con mèo nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó.